Xin mời võ sĩ đầu tiên của trận đấu thứ 6, Vũ Phạm Trung Tươi. Yeah, oh my god, yeah. Tại vì không từ từ là sẽ hơi mệt.
Oh, yeah. Oh, yeah, hi, baby. Chụp tính tỏ vẻ là rất kỹ thuật. Và mình đang chỉ cần đẩy một xíu tự tin lên là có thể gỡ lại cái môn. Cố lên. Oh my god. Vừa rồi một cú hoài hút của mình đây đã làm Trung Tính hơi mất thăng bằng. Wow. Mấy cú đánh của Happy Way là cẩn thận nha mấy bạn. Mấy cú đánh của Happy Way là rất là chua nha mấy bạn. Rất là nguy hiểm. Không quanh lắm thì thôi, quanh một cái là chất lượng. Vừa rồi là một cú phản đòn của bà em khác của mình em. Đánh đầu của Tính. Bình an giống như một con báo vậy các bạn, rình rình mò mò xong rồi vồ một cái ghê quá, y chang một con báo luôn, giống chiếc cầu xin quận 7 quá. Black Panther, my god. Chiếc cầu xin thế các bạn, chiếc cầu xin quận 7 rất là đẹp, các bạn nào mà rảnh xin quận 7 tặng nha. Oh yeah. Vừa rồi là một cú ký đầu của Tính. Chiếc cầu boxing quận 7 rất là đẹp nha các bạn. Tất cả mọi người khi mà tập luyện ở chiếc cầu boxing thì các bạn có thể tập được tất cả các chi nhánh. Điểm số hiện tại Bình An đang hơn Tính 1 điểm, hiệp 1 thì 19 cho Tính, hiệp 2 thì là 18 cho Bình An, tại vì Bình An ghi được một cú nấc đao cho nên hiện tại là Tính Tính đang hơn 1 điểm. Xong video nào. Dạ, 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 dạ.
trong cái bao này đó. Rồi là mình bước ra đi. Wow. Rất cố gắng, rất